Hôm nay tôi đăng ký giấy kết hôn, nhưng mà sống cùng với một người mà tôi không yêu. Cả hai đều giống nhau, trong lòng có một người khác, nên chỉ có thể là người thân, không thể trở thành người yêu. Cô ấy thoải mái, dễ thương, từ từ chỉ cần nhìn cô ấy, tôi liền cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đến khi chúng tôi càng lúc càng thân thiết hơn, thì... Anh làm gì vậy? Anh chỉ định đưa cho em. Không cần đâu, để muốn em tự lấy. Sự phòng bị của cô ấy giống như là một gáo nước lạnh cho tôi. Tracy, bọn anh chỉ là... Em đi lên lầu trước. Thì ra là do tôi ảo tưởng. Trái tim cô ấy vẫn luôn đóng kín. Người có tôi trong đó, chỉ có mình tôi, là bước qua ranh giới người thân. Tại sao cô ấy không hỏi chuyện lúc nãy tôi và bạn gái cũ? Anh với cô ấy... Nhìn gương mặt không quan tâm của cô ấy, tự nhiên tôi không muốn giải thích nữa. Mình ly hôn đi. Người yêu cũ của em quay về. Cô ấy muốn ly hôn cũng hợp lý. Tôi chẳng biết nói gì để phản đối. Tụi tôi ly hôn rồi. Chúc mày đẹp. Ly hôn. Rishi, em có trái tim không vậy? Anh đồng ý ly hôn khi nào vậy? Cả cuộc đời này em chỉ được ở bên cạnh anh thôi, hiểu chưa? Vậy bóng quẹo đi. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đăng ký kết hôn. Thật ra cả hai cũng chẳng quen biết gì nhau, nên không thể nói là thích nhau. Đi ngủ thôi. Tôi có người trong lòng tôi, anh ấy cũng có người trong lòng của anh ấy. Giống như đôi bạn cùng phòng vậy. Giống như cặp vợ chồng lâu năm, sống chung một nhà, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Lucy, bọn anh chỉ là... Không sao, hai người nói chuyện tiếp đi, em đi lâu chút. Anh về rồi hả? Anh với cô ấy... Nghe cách nói ấp úng này, có lẽ đã đến lúc chấm dứt. Đã vậy rồi, chi bằng dứt khoát, cứ để tôi đóng vai người xấu vậy. Mình ly hôn đi. Người yêu cũ của em quay về. Anh Gia Long chỉ tới buồn mình thôi. Tôi biết rồi, tụi tôi ly hôn rồi. Chúc mày đẹp. Đúng vậy. Chính tay tôi đã đưa người tôi thương trả lại cô ấy. Anh không thể quên một người, ta có thể lấy nhau, nhưng anh không thể yêu. Giờ khéo, em cũng vậy. Vậy em chọn ngày đi. Mối quan hệ này thực ra là do tôi cố gắng nắm lấy, ấp ủ hy vọng nhỏ nhoi. Sau này tôi cảm thấy sống với anh ấy như vậy cũng rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng không sao, tôi thực sự thích anh ấy, mong anh ấy vui vẻ. Còn anh ấy có thích tôi không, cũng không quan trọng. Ly hôn, Rishi, em có trái tim không vậy? Ê, Gia Long. Ê, Linh. Bạn trai của mình có một cô bạn thân. Nè Rishi, bình thường Gia Long có hay bắt nạt bà cũng vậy không? Ê, đừng có gặp ai rồi cũng lôi tôi ra nói xấu vậy nha. Tôi thích vậy á. Khi nào mà bà được một phần dịu dàng của Rishi đi, rồi hãy nói xấu người khác được chưa? Nhìn hai người họ thân thiết, cảm giác như tôi mới chính là kẻ thứ ba vậy. Để coi, hôm nay tôi nên bắt bò bao tôi cái gì đây? Gì ạ? Hôm nay ông phải bao tôi mới đúng chứ. Anh ơi, lấy cho em một ly trà sữa. Không bỏ đá nha anh. Em đang tới ngày, không được uống đá đâu. Anh ơi, lấy em ly cà phê sữa đá. Bà cũng không uống đá luôn. Bị đau bao tử mà tối ngày có đồ uống đá hoài à. Hai ly không đá nha. Thì ra sự quan tâm của anh dành cho em cũng giống như đối với cô ấy. Vậy thì em là gì? Birthday to you. Xin lỗi nha, tôi đến trễ. Ngay cả sinh nhật của anh ấy. Nè, món bà thích nè, ăn đi. Rishi, em ăn món này đi. Ủa, Rishi sao bà không ăn vậy? Bình thường Rishi ăn hết vậy á, không sao đâu. Anh biết rõ sở thích của cô ấy, nhưng lại không nhớ tôi bị dị ứng với món này. Rishi, dù sao tôi với Gia Long cũng là thanh mai trúc mã, không ai hiểu Gia Long bằng tôi đâu, kể cả bà.
hai anh chị nhìn anh chị dễ thương quá, em có thể chụp cho anh chị một tấm được không ạ? Được. 3, 2, dạ chưa, anh chị đứng ở trong khung hình, anh chị xin ra một xíu được. Hôm nay em với anh mặc đồ cặp nè. Hả? Chụp đi. Nè, em đi đâu vậy? Hai người vui vẻ với nhau là được rồi mà. Tracy, chắc chụp hình có hiểu nhầm gì rồi, bà đừng có giận Gia Long nha. Không phải như vậy, càng đúng ý bà hả? Bà cũng thích Gia Long mà. Nè, em đừng có quá đáng như vậy nha. Em có biết Linh là bạn từ nhỏ của anh không? Em đừng làm cho cô ấy khó xử chứ. Anh lo lắng cho cô ấy khó xử. Chị sao không bao giờ thấy anh lo lắng cho em khó xử vậy hả? Ba người cùng đi chơi, ba người cùng đón sinh nhật, ba người cùng hẹn hò. Ngay cả khi trong mối quan hệ ba người này, mỗi giây mỗi phút anh phớt lờ em đều cảm thấy mình như con ngốc vậy á. Em chịu được đủ lắm rồi. Anh xin lỗi. Lần này anh đã bước qua giới hạn rồi. Tạm biệt. Hai người ở cùng nhau nhưng không còn mặn nồng, có phải là hết yêu rồi không? Sau khi dọn về ở chung, quan hệ cả hai ngày càng bình lặng, lời nói càng ngày càng ít. Buổi sáng chỉ chào nhau đi làm. Ngày kỷ niệm mỗi năm, chúng tôi đều trao đổi quà cho nhau. Những điều chúng tôi làm bây giờ cũng giống như là thói quen mà thôi. Ăn cơm xong, tôi rửa chén, cô ấy dọn dẹp, sau đó mỗi người một việc. Tôi cảm thấy yêu đương không còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ cô ấy cũng quá mệt mỏi rồi. Cho đến ngày hôm ấy, em nghĩ bây giờ cả hai chúng ta đều không cần nhau. Chúng ta nên tách ra một khoảng thời gian. Hôm qua anh đã nghĩ rất nhiều. Trước khi chia tay, hai chúng ta cùng nhau làm một vài điều đi. Chỉ mất 2 tuần thôi. Được. Hay là ăn sáng cùng đi. Trong 2 tuần đó, chúng tôi cùng ăn sáng. Tôi cùng cô ấy xem phim. Trước khi ngủ, tôi đắp chăn cho cô ấy. Cô ấy bắt đầu chụp hình kỷ niệm. Buổi sáng thức dậy, chúng tôi đánh răng cùng nhau. Chuẩn bị món quà cuối cùng cho nhau. Gì vậy? Anh thích không? Thích. Quà của em đâu? Cái này là cái gì ạ? Hoa vải. Bộ anh thấy em thích ăn vải hay sao mà tặng cho em? Chỉ cần em thích gì, anh cũng sẽ tìm mọi cách để mua cho em. Thì ra, bình lặng không phải là hết yêu, mà tình yêu bị chúng ta bỏ quên thôi. Vốn dĩ phải vun đắp mỗi ngày, thì tình yêu mới thành quả ngọt được.